hàng loạt cầu thủ Việt kiều bơ vơ ở V-League, không chứng minh được sự hiệu quả cũng như thích ứng với môi trường mới. Rất nhiều cầu thủ Việt kiều đã không được các đội bóng V-League gia hạn hợp đồng và rơi vào cảnh bơ vơ. Ryan Hà chỉ có vỏn vẹn 32 phút thi đấu cho Hà Nội. Kể từ khi V-League cho phép các câu lạc bộ được đăng ký một suất Việt kiều chưa có hộ chiếu Việt Nam vào danh sách tham dự giải. Rất nhiều cầu thủ đã tìm kiếm cơ hội nhưng cũng không ít người đã nhanh chóng thất bại. Mới đây, Hà Nội đã đăng thông báo không gia hạn hợp đồng với tiền vệ Ryan Hà. Đây là điều không quá bất ngờ bởi kể từ khi chuyển đến thi đấu cho Hà Nội giữa mùa 2023-24, Ryan Hà chỉ được vào sân tổng cộng 4 trận đấu. Ryan Hà không những không cạnh tranh được vị trí ở Hà Nội mà còn chỉ có vỏn vẹn 32 phút thi đấu. Thế nên việc anh phải rời đội bóng này là điều không quá ngạc nhiên. Cần nói thêm, Ryan Hà cũng từng bị Bình Dương thanh lý giữa chừng do không thích ứng được môi trường thi đấu tại đây. Ryan Hà chỉ có một mùa giải thi đấu trọn vẹn cho Khánh Hòa vào năm 2023. Nhưng đội bóng này không có nhiều kinh phí nên đã chấp nhận ký hợp đồng với anh. Ngoài Ryan Hà không được Hà Nội gia hạn hợp đồng thì vừa qua, các cầu thủ Việt kiều khác là Trương Quốc Minh đã rời Quảng Nam hay trung vệ Steven Đặng Thanh Hoàng cũng không được SHB Đồng Nai gia hạn hợp đồng dù họ đang thiếu trung vệ. Hiện nay, ở V-League còn một số cầu thủ Việt kiều như Victor Lê, HL Hà Tĩnh, Đức Anh, Hải Phòng, nhưng họ chưa để lại nhiều dấu ấn. Trong bức tranh đó, gần như chỉ có thủ môn Patrick Lê Giang là thành công khi trở về quê hương thi đấu. Patrick Lê Giang đang là món hàng khá hot được nhiều đội săn đón. Hiện tại anh đang trở về Slovakia đoàn tụ với gia đình. Dự kiến cuối tháng 7 này sẽ trở lại Việt Nam để đàm phán với các câu lạc bộ. Patrick Lê Giang vừa được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của V-League 2023-24 dù đây mới là mùa đầu tiên anh ra sân bắt chính cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh.